Có ít nhất 15 người đã bị bắt trong vụ trộm cướp điên cuồng đã xông vào hàng loạt các cửa hàng ở Philadelphia để hôi của. Trong đó những kẻ cướp bóc đã nhắm vào và xông vào một cửa hàng Apple đã hốt dùa và vơ vét sạch các mặt hàng đã được trưng bày trên kệ. Siêu thị Target đóng cửa chín chi nhánh ở bốn thành phố lớn trên khắp nước Mỹ vì nạn trộm cắp có tổ chức. Cảnh sát đang truy tìm nghi can sát hại một nữ giám đốc trẻ của công ty công nghệ mới thành lập sau khi người ta đã tìm thấy thi thể của cô trong một tòa nhà chung cư ở Baltimore của Mỹ. Hệ thống siêu thị bán sĩ Costco đang bán vàng miếng đắt như tôm tươi và bán hết sạch chỉ trong vòng vài giờ. Đi theo máy định vị GPS chỉ dẫn đường, một nhân viên giao hàng của DoorDash đã lao xe thẳng xuống đầm lầy. Mời mọc mua dâm trong tiệm xoa bóp, ba người phụ nữ ở tiểu bang Oklahoma của Mỹ đã bị bắt. Công ty giao hàng UPS đang tuyển dụng gần 10.000 người ở Nam California và hầu hết không cần phỏng vấn. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2023. Có ít nhất 15 người đã bị bắt trong vụ trộm cướp hàng loạt gây hỗn loạn cao cao sau khi những kẻ điên cuồng đã xông vào hàng loạt các cửa hàng để hôi của giữa lúc rất đông người tụ tập ở khu Center City của Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania của Mỹ, vào tối thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2023. Theo CNN đưa tin cho biết, vụ hôi của xảy ra không lâu sau khi kết thúc cuộc biểu tình ôn hòa phản đối việc tòa quyết định xóa bỏ mọi cáo trạng đối với ông Mark Dio, cựu cảnh sát viên Philadelphia. Trong vụ bắn chết người đàn ông Eddie Irizarry, 27 tuổi, vào hôm ngày 14 tháng 8 năm 2023, ông John Stanford, cảnh sát trưởng Philadelphia, nói rằng những người hôi của là những kẻ cơ hội không liên hệ trực tiếp với cuộc biểu tình đó. Tối nay, một nhóm kẻ cơ hội đã lợi dụng tình hình này để hôi của. Ông Stanford cho biết trong buổi họp báo vào đêm thứ ba, vào khoảng 8 giờ tối, nhiều cơ sở thương mại bắt đầu gọi cho cảnh sát báo cáo là tiệm của họ đã bị đột nhập và cướp phá, theo ông Stanford cho biết. Cuộc biểu tình liên hệ với vụ bắn chết ông Irizarry kết thúc vào khoảng 7 giờ rưỡi tối. Và mặc dù cảnh sát bắt đầu rút ra khỏi khu vực đó, nhưng vẫn còn đủ cảnh sát viên ứng phó kịp thời, khi các cơ sở thương mại gọi cho 911. Cảnh sát đã tới hiện trường và bắt khoảng 15-20 người và cố gắng giải tán đám đông thành thiếu niên này. Có lúc chúng tôi nghe báo cáo khoảng 100 người đi tuần hành qua khu Center City. Ban đầu vụ hôi của được báo cáo ở khu Center City rồi sau đó ở những khu phố khác. Ông Stanford cho biết thêm rằng cảnh sát chưa biết là có bao nhiêu cơ sở thương mại đã bị hôi của vào đêm thứ ba, nhưng những nơi bị hôi của bao gồm là cửa hàng quần áo, giày dép, cửa hàng đồ cao cấp, tiệm bia rượu và tiệm thuốc tây và đặc biệt là những kẻ cướp bóc nhắm vào một cửa hàng Apple lợi dụng trong lúc hỗn loạn, bọn chúng đã hốt dùa và vơ vét sạch các mặt hàng đã được trưng bày trên kệ. Theo đài CBS Philadelphia đưa tin cho biết, những kẻ hôi của đã ngang ngược đông hơn các nhân viên ứng phó khi họ đã xông vào đi từ các cửa hàng này sang cửa hàng khác ở Center City, lấy hàng hóa và nhét vào túi nhựa lớn. Theo đài địa phương cho biết, những kẻ hôi của đã tấn công cửa hàng Food Locker và Apple gần đường 15 và Chestnut cũng như cửa hàng Lululemon ở quảng trường Rittenhouse House và bị cáo buộc hành hung nhân viên bảo vệ tại cửa hàng giày. Hiện tại, ít nhất có 15 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp hàng loạt điên cuồng này. Cảnh sát nói rằng là họ sẽ coi lại video từ camera an ninh ở khu vực đó để bắt thêm người, ông Stanford đã nói cho biết. Thông tin tiếp theo, siêu thị Target vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2023 thông báo sẽ đóng cửa 9 chi nhánh ở 4 thành phố lớn trên khắp nước Mỹ nêu lý do là bạo lực và trộm cắp có tổ chức. Theo CNBC đưa tin cho biết, siêu thị Target sẽ đóng cửa một chi nhánh trong khu ho lầm ở thành phố New York, hai chi nhánh ở Seattle, ba chi nhánh ở vùng San Francisco, Oakland và ba chi nhánh ở Portland, Oregon. Target tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn chín chi nhánh này từ ngày 21 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không thể tiếp tục mở những siêu thị này, vì nạn trộm cắp có tổ chức đang đe dọa sự an toàn của nhân viên và khách hàng, đồng thời góp phần làm công việc của chúng tôi mất ổn định. Target ra thông cáo báo chí cho biết, chúng tôi hiểu siêu thị của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng địa phương, nhưng chúng tôi chỉ có thể thành công nếu môi trường làm việc và mua sắm an toàn cho mọi người. Theo thông cáo của Target cho biết, siêu thị Target đặt ở trụ sở Minneapolis, Minnesota và có gần 2.000 chi nhánh ở Mỹ. Thời gian qua, công ty này đã nhiều lần lên tiếng về nạn trộm cắp có tổ chức xảy ra tại siêu thị của họ. Target cho biết, nạn trộm cắp đã làm doanh thu của họ ngày càng sụt giảm do hàng hóa bị hư hào, thất lạc hoặc mất mát. Vào hồi tháng 5, khi Target báo cáo doanh thu quý hài, Tổng giám đốc Brian Cornell cho biết, nạn trộm cắp có tổ chức tăng vọt tại siêu thị của họ. Ông Cornell cho biết thêm rằng, doanh thu của Target năm nay dự trù giảm hơn 500 triệu đô la so với năm ngoái. Ngoài siêu thị Target, hàng loạt công ty bán lẻ như Walmart, Nordstrom và Walgreens Boot Alliance cũng đóng cửa chi nhánh ở nhiều thành phố lớn. Nordstrom đã đóng cửa chi nhánh chính ở San Francisco và Nordstrom rác ở thành phố này mùa hè năm nay, sau hơn 35 năm làm ăn ở đó. Tuy nhiên, Nordstrom nêu lý do đóng cửa là yếu tố thị trường ảnh hưởng tới giá cả và hành vi của nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng. Walmart cũng đóng cửa vài chi nhánh, gồm 4 chi nhánh ở Chicago, Illinois hồi tháng 4 nhưng không đổ lỗi cho nạn trộm cắp. Trong khi đó, tương tự như Target, Walgreens đã nói cụ thể rằng nạn trộm cắp có tổ chức là lý do họ đóng cửa vài chi nhánh ở San Francisco năm 2021. Thông tin tiếp theo, cảnh sát Baltimore đã đang truy tìm nghi can sát hại nữ giám đốc trẻ của công ty công nghệ mới thành lập sau khi người ta tìm thấy thi thể của cô trong chung cư vào sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023. Theo AP đưa tin cho biết, cô Payva Lapere, 26 tuổi, người sáng lập công ty Ecomap Technologies, được tìm thấy thiệt mạng sau khi được báo cáo mất tích. Cô đã bị chấn thương nặng do bị tấn công. Theo hồ sơ công cộng cho biết, cô Lapere đang sống ở chung cư đó lúc người ta tìm thấy thi thể của cô. Nghi can giết cô La Peer là ông Jason Billingsley, 32 tuổi, người đã được tạm tha tù vào tháng 10 năm ngoái. Trong vụ tấn công tình dục trước đó, cảnh sát cho biết trong buổi họp báo vào sáng thứ Ba ngày 26 tháng 9, vào năm 2015, ông đã nhận tội tấn công tình dục cấp độ 1. Cảnh sát cho rằng nghi can Billingsley không quen biết cô La Peer. Ông Richard Woolley, quyền cảnh sát trưởng Baltimore đã kêu gọi công chúng giúp truy tìm nghi can Billingsley. Ông Wally cảnh báo nghi can này có vũ khí và nguy hiểm. Người này sẵn sàng giết và hiếp dâm. Ông ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có thể làm để gây hại cho người khác. Ông Wally đã nói cho biết. Nạn nhân là cô La Peer, tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins University năm 2019. Công ty Ecomark Technologies của cô chuyên quản trị dữ liệu từ hệ thống thương mại bất vụ lợi và giáo dục, sao cho dễ xem và dễ hiểu, theo trang web công ty này cho biết. Khách hàng của công ty này có Meda, công ty mẹ của Facebook và Instagram, và T. Rowe Price Foundation. Cô LaPierre còn thành lập tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ sinh viên kinh doanh khắp Maryland, theo trang web giới thiệu việc làm LinkedIn của cô cho biết. Năm nay, cô đã được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 30 người dưới 30 tuổi, có tác động xã hội sâu sắc. Thông tin tiếp theo, Costco là nơi có bán rất nhiều thứ mà bạn có thể mong đợi hoặc hơn thế nữa và là nơi mà bạn có thể mua được giá rẻ hơn cho bất kỳ mặt hàng nào, từ thực phẩm, hành lý, thiết bị, cho đến nhiều món mà ít ai ngờ tới như quan tài, trứng cá muối và hộp mức Nutella 6 pound. Nay, gã khổng lồ hệ thống siêu thị bán sĩ này vừa thêm một sản phẩm bất ngờ khác nữa là có bán vàng miếng 1 ounce. Đây là nơi lý tưởng để bạn mua một miếng vàng có độ chi tiết đẹp mắt và sẵn sàng để mua. Theo trang web tin tài chính Market Watch cho biết vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 9 năm 2023. Bất chấp giá cả vàng đang được bán chạy như tôm tươi, theo nhận xét vào hôm thứ Ba của Giám đốc Tài chính Costco, ông Richard Galanti, phát biểu trong một cuộc họp cổ đông hàng quý vào hôm thứ Ba. Ông cho biết, các miếng vàng này đang có nhu cầu mua rất lớn và sẽ không tồn tại được lâu khi có hàng. Ông nói rằng, mấy ngày qua tôi đã được vài người gọi điện thoại đến nói là họ có thấy chúng ta có bán những thỏi vàng miếng nặng một ounce. Ông trả lời là đúng vậy, nhưng khi chúng tôi vừa tải chúng lên trang mạng thì vàng thường được bán sạch trong vòng vài giờ, mà chúng tôi quy định chỉ cho mỗi khách hàng mua được hai miếng. Costco chưa cho biết thêm thông tin về loại vàng mà họ bán và tại sao khách hàng mua nhiều như vậy. Vào hôm thứ Tư, trang web Costco cho thấy giá vàng miếng này là 1.979.99 đô la một ounce. Giá cổ phần của Costco tăng 1.3% vào hôm thứ Tư. Vàng thường được coi là khoản đầu tư an toàn nhất là vào lúc lạm phát cao thời gian qua giá vàng tăng là vì nhiều yếu tố như ngân hàng trung ương các nước gia tăng mua vàng người dân vẫn lo lắng về kinh tế đi xuống và nhu cầu mua nữ trang tăng theo báo bloomberg và nguồn theo dõi thông tin về vàng gohop cho biết nhưng lãi suất tăng đã góp phần kìm hãm giá vàng và một số chuyên gia đang nghi ngờ là giá vàng sắp tới sẽ bấp bền theo báo cáo vào hôm thứ ba cho biết kết quả kinh doanh quý vừa qua của Costco đã cao hơn dự trù Chuyên gia cho rằng hệ thống siêu thị bán sĩ này vẫn thu hút khách hàng nhờ giá cả khá ổn định. Thông tin tiếp theo, một tài xế làm dịch vụ giao hàng DoorDash tại tiểu bang Massachusetts của Mỹ đã đi theo máy định vị GPS chỉ dẫn, đã lạc vào một con đường dẫn thẳng tới đầm lầy. Ngày 22 tháng 9 năm 2023, Sở Cảnh sát Middleton đã nhận được cuộc gọi từ người tài xế rằng xe không chạy được vì rơi vào một vũng nước trong cánh rừng Middleton. Người tài xế đã nói với cảnh sát rằng là ông đã leo ra khỏi xe và đi bộ ra khỏi rừng để tới một ngôi nhà lân cận. Khi cảnh sát có mặt thì người tài xế đã hoảng loạn và ông nói rằng ông đã đi theo sự chỉ dẫn của GPS xuống một con đường đất để tới một địa chỉ khách hàng ở Middleton để giao bánh của Dunkin Donuts cho DoorDash. Và sau đó xe của ông đã lao xuống một vũng nước. Lúc đó người nhân viên giao hàng đang cầm túi hàng Dunkin Donuts Cảnh sát cho biết chiếc xe vẫn còn nổ máy và một phần thân xe đã chìm trong nước, và chiếc xe đã kéo khỏi vũng nước, và dường như không thấy có bất kỳ dấu hiệu rỉ dầu nhớt nào làm ô nhiễm nước. Sở cứu hỏa Middleton đã kiểm tra tình trạng thương tích của người tài xế này, và theo yêu cầu của tài xế, ông đã được chuyển tới bệnh viện địa phương. Cảnh sát cho biết người tài xế sẽ bị buộc tội lái xe cẩu thả và yêu cầu đình chỉ bằng lái ngay lập tức, cũng được đệ trình lên cơ quan đăng bạ giao thông thông tin tiếp theo ba người phụ nữ đã bị cảnh sát edmond bắt giữ sau cuộc điều tra kéo dài một năm tại tiệm world Massage Spa trên đường ford chúng tôi nhận được tin tức từ các cơ quan thực thi công lực người dân trong vùng các chủ doanh nghiệp quanh edmond cho rằng có thể có hoạt động bất chính đang diễn ra trong các tiệm xoa bóp đặc biệt là tiệm này emily ward thuộc sở cảnh sát edmond cho biết Ba người phụ nữ đã bị bắt là bà Yong Chion Kim, 49 tuổi, Vai Pada Dozaki, 41 tuổi và Myon Chiu Wit, 74 tuổi. Chúng tôi nỗ lực cùng với sự giúp sức từ một số cơ quan nhằm tiến hành cuộc điều tra, ngầm xem liệu những kẻ này có mời chào cảnh sát chìm hay không, và chiến dịch đã thành công. Cả ba phụ nữ này đều đối diện với cáo buộc liên quan tới mại dâm và các hoạt động phi pháp tại tiệm xoa so bóp này. Nhưng họ hoạt động như một đường dây, họ là một nhóm và hoạt động không cố định một chỗ. Chúng tôi thực sự muốn giải quyết những vấn đề này nhằm giúp khu dân cư của chúng tôi thành nơi an toàn, không chỉ cho người dân và du khách, mà còn cho các chủ doanh nghiệp khác. Hành động giấu giếm này đã xảy ra từ lâu, Emily Ward đã nói cho biết. Thông tin tiếp theo, công ty giao hàng UPS đang tuyển dụng gần 10.000 người ở Nam California để chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm và 80% số công việc sẽ không cần phỏng vấn. Theo báo The Orange County Register đưa tin cho biết vào hôm thứ Tư, Ngày 27 tháng 9 năm 2023, những nhân viên này nằm trong số 100.000 nhân viên tạm thời mà UPS đang cần tuyển khắp nước Mỹ để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Những công việc này bao gồm cả full-time lẫn part-time, có nhiều ca khác nhau và chủ yếu là tài xế giao hàng, tài xế xe vận tải chở hàng, nhân viên đóng gói hàng và vài công nhân nhà kho. Một số lĩnh vực cũng đang cần nhân viên thường trực, nhưng người xin việc phải nộp đơn sớm theo UPS thông báo cho biết. Lương nhân viên đóng gói hàng và người phụ tài xế làm việc tạm thời mùa cuối năm là 21 đô la trở lên một giờ, còn lương tài xế là 23 đô la trở lên một giờ. UPS cho biết, thủ tục nộp đơn xin việc trên mạng của họ rất nhanh và dễ dàng, chỉ mất khoảng 20 phút từ lúc điền đơn cho tới lúc được thông báo tuyển dụng. Người xin việc có thể tìm thêm thông tin trên trang web upsjobs.com. UPS cho biết Hai năm qua, có khoảng 50.000 nhân viên tạm thời, sau đó được công ty này nhận vô làm việc thường xuyên. Tuần trước, công ty bán hàng trên mạng Amazon cũng công bố tuyển 16.000 nhân viên cho hệ thống nhà kho của họ ở Nam California. Và quý vị ơi, video của mình đến đây lúc sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình. Và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.